Okay, IO dân chạy chỉ phí console IO và file IO. Quay đi nghiền này nó nghiền đã tôi mình muốn file IO. Okay, hay file và dân chạy chạy chỉ phí nữa. Cứ sequence file này là random mà sai file. Đại sequence cứ file với nó dân à sẽ với tam lục đặt đó. Tam lục đặt. Môi phí bay bốn vậy to là hậu. Mà thấy random mà sai file cứ lại nè. Dân à sẽ random. À sẽ nó cho lọc lại nha bạn em về dương ai cũng cần thao sơ và dương từ căn ti tăng nát rồi dương chọn riêng cho tình này được màu ok chắc bà xanh và dương vậy pi à phía tình này vía đặt ta bánh cư dương bạn trai chỉ pi mình à pi miên đi như vậy tách file một lần tách file lại lần ba giờ đi file pattern đấy chứ data pattern đấy chứ character hay là pattern đấy chứ ba giờ đi np đó anh đang như vậy thì data để gì bị store character hay là data hệ biến phí random và sai phát nên sequential phá hai bởi dương dây vì tên này bị store vì chụp hệ miên phí cứ đã tôi muốn nâng character hay nâng binary thì character nâng binary ok dương một mưa nơi hai là khi bỏ pha tí IO, ai được key của viên. Ok. Chân là lỡ dương mà mưa ta pin này đi. Lỡ dương mà hai bị pha luôn sao? Cái dùm hai những ổn nữa. Ok. Cái này như vậy là tôi mùi đường pha lắm. Cứ như miền class mùi. Mùi pha lý. Chẳng class nắng cứ như class mẹ bao dương. À. Thực ra tôi mùi pha lý dương trong. Ờ. Bà cao pha lý dương trong. Bà pha lý. Cứ tạm giả class mùi nắng. Ok dương mùi mưa đi bên. Class. Abstract class reader, writer, and reader này. Chẳng nơi khả năng nâng như miền phí em cú hai là khi dùng nữa. Thế là sao? Để tao dân miền phí chia một hệ binary hay nâng chỉ tận character. Chẳng khả năng nâng sẽ là chia khả năng để xin ngạc thư ca tại tôi mỗi lần pha lại. Bộ writer, reader output stream hay nâng input stream. Ok, ở lại dừng mơ đã buồn nâng đấy. Writer, reader, reader, writer, output stream hay nâng input stream. Dừng mơ buồn nâng. Chính bà sân dịch nông cạn này thì dương trong read write tình đấy đại chia bậc hết tạch phạm chia hết tạch chẳng những cô đẹp ở bộ writer hay những reader này phần này không gặp này dân trong read writer đấy chỉ một hết ba nhỉ hệ dân phở bộ stream chẳng hạn dân trong phở mùi ba nhỉ cứ dân tập phở mùi stream này là đại diện hết stream chẳng biết output stream hay input stream hai phần dân trong phở read writer đấy chỉ là cái này tách pháp hệ phở pin writer hay reader. Còn đây phục vụ binary file bên đây là đằng này. Hộp phim bên bên sẽ chỉ binary thôi. Chẳng bởi vậy lên nội vĩnh
vì chặt tục đi từng ngõ nó sẽ được file admin folder sẽ được file ngõ bên đây liền liền và tại bên đây lưu window với những miền file này những folder này chẳng ai được kéo folder sau đó chỉ phép file ngõ đấy miền phép phép bài này đi file này những tách file chẳng phục vụ ban này đi file như chúng ta được lưu phục vụ phục hiệp phục video phục âm bì sri này những sau đó chỉ phép bài này đi file này chúng bản thân mình dùng trong thứ ca retry tình đấy là tôi mua được ba nhà đi phát ok dùng ở pin này input stream input stream được output stream còn đây input tách phát cứ dùng ở reader những writer ok ở lâu dùng vậy là tôi mua được reader những writer sẵn chắc nơi không nắng dùng mưa hay là khi ở phía reader những writer nó chia abstract class đại vì miền sắp class đã implement to về từ khi nhóm lược do class buôn mọi gì hôm nay miền class ở thì là tiền hôm nay miền lược do buôn đã để tôi một cái cái ra từ đấy chỉ tài phạm ở đó nhóm đi lược phá là mối đấy nhóm ngày hoa thì càng phá thôi nên người reader writer buffer reader hay là buffer writer ok, mình chỉ cho gói cứ để cho mình print writer ok, anh sẽ cho mình muốn nâng tạch pháo nhưng trong thời gian tại tôi mình tạch pháo nhưng vợ của nó vì mình chờ nó bằng đấy à buồn nó cứ kia sạp ở kia nhung vợ khi mới hai là khi biết chẳng ơi reader writer nó chia áp sát khác đã thật nơi root sân người root đấy vì tỏ bị ọp chỉ máu cứ mình reader nó writer chia áp sát khác tỏ máu khá đã implement tỏ vì mình output stream writer đại khá đã implement trong khối này cứ file writer này. Ok, này buffer reader, buffer writer ok, phục vụ writer reader như thế nào thầy đăng này thì ngồi mới mua biết đăng này thầy ok, writer cứ dương xem thư ca writer này được cảnh file phục vụ reader dương thơ mẹp thứ ca written lấy trên file của mình kể chân reader dương mưa class này em dùng mình tỏ biết miền bộ buffer reader miền file writer hay là file reader kể chân bộ file writer nâng file reader nâng cứ vì read mà đo mà character mà đo mà character chênh phí file màu vừa rái rái mà đo mà character đấy hay một cuộc buffer reader buffer writer nâng cứ dương ai hôm nay buffer cứ chia lại tục tình này và đo son mùi nhưng read máu nhưng rái máu nhưng trong đối chung một tiêu lượng muốn nhưng trong lượng đoàn tích ví dụ thời hôm nay là dương lực chặt đã thùng mới hái và dương do thùng quỳnh do tự chặt đó nó bị lượn chắc là nó lại là nặng buffer vậy cứ dương ai rít mà đo mà lái mà đo mà lái nhà bạn nó lại là nặng buffer rít đó ok chắc mà sân bờ class đây là om hot mẹ hoa dương cái anh ấy file rít đó file writer làm gì quản lý chia áp sát là này file reader và file writer khi mình bày là nắng này sẽ nhập thư ca read writer này để tôi mình tạch file chân bày nắng vì miền lẹ ngại ở phía tam gì ạ ní với dương hờ bờ lòm hot class này lòm hot mẹp dương thư ca writer này để can file cứ dương cô để phở print writer
chắc là nó cứ dịch là post mẹ viên thư ca writing đấy thì càng phải chắc miền buffer miền print writer và đấy reader miền này reader bởi reader cứ dùng phở buffer reader này vì lo ra reader nên print reader phía print phía print writer bả xua kế này khi chắc là lời nhóm mời thì họ dừng mời tí buffer writer file reader file writer buffer reader buffer writer print writer còn đa mình print reader đi và cả tuần này chứ nè mấy đây ba gò right click mà cả new class bàn khán nhiều phở cả đó ok chắc như mưa đã tôi mùi nâng class pha ở lấy như vậy đã tôi mùi nâng writer rồi class writer sẵn chẳng class writer như vậy mình kết đã tôi mùi nâng file writer chẳng file writer nắng dừng ai write tình đấy được bán còn đấy dừng ai write bán ta chỉ string ấy thì string ấy có chỉ character rồi có chỉ ASCII còn đấy nó bây giờ dừng chọn write mà đó write mà line chọn toát dừng thử ca write slash n slash o slash n làm vậy chọn chọn toát dừng thử write này dương rai đặt luôn này dương phở rai slash o slash n tận phần này cho đo dương phở buffer reader buffer writer dương ai rai rồi sao nó không method buffer writer vì miền method muối mẹ coi dương cho toàn method new line mẹ dương cho toàn mà chắc như mà từ print từ rai slash o slash n này hai mươi đó không method bỏ print writer tiếp buffer writer nó có việc bàn write bàn là string hay nâng như thông đa đây còn ta thì mỗi nâng class trong gói nít print writer nít cứ dương ai write bàn tầng ọc dương ai write chỉ object của bàn, chỉ integer của bàn, chỉ string của bàn, chỉ a của bàn này hai bia miền trong nơi không method đại write nâng trong ai trong toát ở dương bàn để dương mạch thực ra từ hai về sơ từ hai in rise slash o slash n rửa hai về sơ new là như màu này nhưng biết chắc là nó là o gì kết mẹ và dương này rise chân này cho càng phao bạn ok chân nhom thì hỏi về dương mới Hãy
Nhiều nơi sơ chỗ. Ok. Cái nhung hai tông mình kế mũi phá chân phá sân được nông chà ba đọt ai ổ thầy khai chú biết cứ sân nông chà ba đọt ai ổ nhưng trong bậc cao ọp chính phá mũi ok anh ấy cứ dương xin mẹp thư ca point the can ti tăng bọc phá point the can phá nâng còn nãy bà sân bọc phá nâng ngọt miết nhưng ai ôi thư ca bậc cao mấy của bạn ok chân constructor biết mình buồn đi chứ nhưng phở môi đi string part của việc đi tăng bọc pha môi này ok ở lớp nhóm đông tha pha nó hạn biên thế nhưng mà hoa nhạc can pha là mỗi một pha đọt thì ok nhóm xe chết với đây nhóm từ đó pha môi nắng nước nóng current directory đi tăng để nhóm một công thư ca này nước nóng bật chết current bật chết ok nước nóng bật chết những hạn biên pha là mỗi một pha đọt thì thế chẳng mấy đấy mình đây bên nắng cứ pha nắng ở bên point nhà căn này chẳng nhôm check mưa sân tham pha mới nắng miền nọ chẳng là bây check ai phở mesa bảo vía ấy xí này chẳng mesa ấy xí này chỉ mẹ check mưa tha pha đọt thì nắng miền nọ nên không người đánh chuyện nhỉ chẳng vì thì thờ nó vẫn chỉ true được gặp fall nhưng mà check mưa và sân bảo vía miền thể và sân bảo vía ở miền nhưng đạt nhà mình bây giờ đã chế mình em person bảo vệ miền anh em person bảo vệ ọt mình đã nhà mình ok person bảo vệ miền thế nhưng mà card file thứ mấy nhưng phở refresh và file đã toàn mất phở method create new file chứ anh ấy dừng mẹ bảo card object bảo card file mới chứ mua file là thị hai đấy anh bị error đăng em rồi xa nó không mê sơn môi nắng viết sâu nữa ấy sập sần nhưng mớ nè viết sâu nữa ấy sập sần chứ môi kế java dot io ấy sập sần nè chắc mạnh dương ấy sập sần nắng chìm ấy sập sần phê đây kế check ấy sập sần này vì check nó bê cầm phá thảm dương chọn đấng dương tầm mơ nè nè kế viết sâu anh ấy mình đã declare này exception muối method muối nâng việc declare exception muối mình đã class method muối nâng việc ai nhận card miễn exception phổ phê nâng card lại chẳng việc throw exception muối nâng hình là này việc throw này throw lại thử throw từ card method này là sao việc chỉ phiên chạy exception ok chẳng nếu bây giờ dừng hàng method mà dừng nâng một phở dừng lại khác thử tại thư ca handle này exception nâng dừng ai throw và top rưu co dừng ai khách biết là mấy thứ ca hẹn đỏ còn nãy bởi sân bởi dừng ọt chọn hẹn đỏ thế ok dừng ai sâu đỏ bằng ok nhưng phải hai như xe muối phá thì edit l phá already ok nhóm ran muối ran á java application ok dừng mứa pha create chẳng đây là bốn pha là toàn miến thế pha là toàn miến cứ bị trâu lại đi vì create pha mới nâng chẳng như từ refresh mứa nó không bị chết bởi dương quá cho fm ok đi file mỗi chung file đọc thì ở bên tên này chân bà sân nhóm ran ra tiếp vì thả file đang miền hỏi ok chân nâng cứ mẹ thức ca để dùng file chân như ai phở mê sơ rồi viêm xe chết là dùng phở reference bọc file lắm nè dùng ai delete file
dương ai chạm vô absolute path ở phía tì tăng ở phía vì thật nó không tì tăng nè folder nè drive với nè parent file ở phía khi mình message trở nhưng anh mưa này tệ hơn này bạn khi nhầm hành và lý sẽ tôi mới phạm ok toán mới phạm chân vô ở lo ông hot nơi bây giờ dương thư ca rin rai tình ấy là tôi nhiều môi đừng tạch phá ok cứ dương phở sẽ tôi nhiều môi đừng bộ phụ reader đừng rai thơ nữa chân bộ phụ reader rai thơ nó cứ nẹ khăn lăng đà thư ca extend to quy bộ phụ reader rai thơ nó cứ miên tệ tôi mùi pha reader pha rai thơ buffer reader buffer rider hay nâng print rai thơ nữa khi chân là lỡ nhóm chạp đam tên rõ môi đỏ muối là lỡ cho thật to chỉ môi nâng pha reader khi pha writer chạp nhóm thời ca bạc pha đồng bầy rài ok dương nhiên pha môi ấy pha đỏ thì nhóm point là can pha môi nâng sân pha đỏ thì okay. Nhưng trong phở nhóm trong bạc pha lắng đập bấy rai tên đầy chồn chân nhóm phở pha ghế pha reader rồi pha rai thờ pha rai thờ ok pha rai thờ nhưng bạc pha mẹ rai fw smart and new pha rai thờ nhưng mới khơi nhé gọi bà điều gì lắm khi lấy anh ấy nhầm khoan nhạc anh pha lần khoan nhạc anh bà ok nhầm một cái pha rai thờ nhưng mới pha rai thờ đi miên bê sơ cần sạc tờ phẹt nhưng trong cái ta mùi nhá các bạn này chẳng bà sân dương phở cần sạc tờ tìm mùi viết thờ ca pha nhưng trong rái dương rai pha mùi nè nè viết thờ ca pha là mạng thờ mùi chỉ phép pha ở đây dương miên pha thôi khi pha là mạng thơ tí bí dương mạch miên pha cho các bạn ấy dương đặt mô pha vô bọn ở đây bà dân bọt miên viên được một cao là dương dương trong bài dạy câu vào này khi tí bí viên viên pha là mạng mô tiết tí bấy pha là mạng tí bí viết cư ập hẳn true được for vì những bạc pha đang máu những trong rai và thán đưa vào dương ô rai và lưu vậy chỉ default cứ ô rai và đây là sao những trong rai và thán với dương phở đã ba mươi tỷ pi nick true mà ok ba mươi tỷ pi bảy bốn là như vậy ok lấy dương phở ba character tim muối bạc pha ok error thế đấy error gì exception thế đấy chẳng như mưa máu nè vì sau sắp sân ai ôi sắp sân rồi nhưng sau vì bả khai vậy nhóm chưa khai khai tới họ cầu cầu nhẹ nhảy chạm bùi dân khai được ai hả xa ok chứ nhóm chọn ra ai phá nhóm phở reference bọc phá ra ai thớ tọa mó nhóm phở mê sớt chú mô ok, message write đi vì ai write bằng chữ string dương ai chữ array này chá ư có chữ ASCII yên ý, anh ấy dương write chữ ASCII dương write lệnh học học hẹm ấy trên nhà sọc A học mà nhỉ ok, dương ai write chữ tam dạ lệnh tam dạ ấy đi chá bằng tay dương vỡ này ok, lấy anh chân write chữ string ngồi anh ấy dương ai write chữ double rồi write chữ object ba này hello ok nhưng mà em biết vừa ok chân nó bị để dương bao pha lấy dương thật bật quỳnh nhưng phở different bỏ ai làm dữ đọt clock chân là bây bật phá nhưng phở mê sợ clock là bây bật pha lần quỳnh ok nhưng mà rán chứng mấy pha mới đang mấy admin tình đấy đi nên p là dương rán hỡi thì chọn ấy dương từ ba pha lắm khi nhầm refresh mỗi này thì hello world và nãy khi bị to cái này
vì to này chắc mà sao vì dương cho ngay vì cho một toát dương thử là ấn nó bây vì cho một toát to như mùi đường là ấn ok chắc này cứ vì cho một toát gì chắc mà sao chọn cho một toát dương thử là ấn nữa dương ai ra chị ASCII của bạn đấy chưa dot right okay đã ASCII và so e học phèm rồi nhưng mà ai học phèm chỗ nhưng mà rắn okay e thông e tôi mà apple okay cái sản phẩm là so e tôi và ASCII ASCII code càng bảy vì chắc rồi đừng nói đó có sợ khi ở đăng ký đã tôi người đang tạch phạm nói đi thứ rồi vì tu đi ok chân chọc pha rai thớ nhóm hai mùi dù mùi đang buffer writer đó. Ok, buffer writer BW smart new buffer writer. Ok, buffer writer វា ត្រូវ ការ parameter របស់ វា ជា ប្រភេទ ជា ប្រភេទ អី គេ? writer អី ខ្លះ ជា ប្រភេទ writer យី នៅ មើល hierarchy writer មានប្រភេទអីខ្លះនេះមាន file writer ក៏ជាប្រភេទ writer print writer ជាប្រភេទ writer buffer writer ជាប្រភេទ writer ទៅហើយនេះជា super class អក្សរ class ជា sub វាមេហើយនេះជា sub class អញ្ចឹងឲ្យតែជាប្រភេទ writer យើងអាចដាក់បានទាំងអស់ parameter វានឹងយើងអាចដាក់ file writer បានយើងអាចដាក់ buffer writer បានដាក់ print writer បានដាក់ first stream writer បានអញ្ចឹង parameter របស់វាយើងចូលមកនេះវិញ new buffer writer អញ្ចឹង parameter ទី1របស់វាវាត្រូវការជាប្រភេទ writer ok writer ខ្ញុំមាននៅប្រភេទ writer នេះខ្ញុំមាន file writer មួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ object នឹងចូលមក buffer writer ខ្ញុំបោះ file writer ចូល ok buffer វាគ្រាន់តែជា buffer មួយឯងជាគ្រាន់តែជាកន្លែងទុកដល់អសន្នឯងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើ communicate directly ជាមួយនឹង file បានឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចcommunicate ជាមួយនឹង file បានអ្នកដងមួយ file បានមានតែ file writer ហើយនឹង file នេះឯងអញ្ចឹងមានតែ buffer writer វាត្រូវពឹងពាក់ជាមួយនឹង file writer ហ្នឹងឯងដើម្បីអាចឲ្យ file writer វាតាក់ទងជាមួយ file ហើយអានេះវាដើម្បីទាញទិន្នន័យចេញ file តោះនេះអញ្ចឹងបានប៉ constructor វាមាន parameter មួយជាភេទ writer ok អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ write ទៅណីខ្ញុំប្រើ bw.write ដាក់ test string ok ខ្ញុំចង់ចូលបន្ទាត់ខ្ញុំប្រើ bw.newline អានេះវាមាន method newline ហើយវាចូលបន្ទាត់ bw.write ទៀតhello ok នៅពេលខ្ញុំរាយហើយខ្ញុំចង់បិទវិញខ្ញុំប្រើ bw.close ដដែល ok មើល file របស់យើងដំបូងប៉ុណ្ណឹងក្រោយពីខ្ញុំរានមក ok វា override ចោលអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ឲ្យវា override ទេកន្លែងនេះយើងអាចថែម parameter វានេះយើងប្រើ constructor ទី3នេះអានេះជា file ហើយអានេះជាគេ parameter true default គឺ false យើងត្រូវ override ok ខ្ញុំ run ថាទៀត ok ឃើញតវិញវា append តខ្ញុំ run ថាទៀតវានឹង append តទៀត
Dạ, for vẫn chia default cứ for nhưng mà lục chào bà. Khiến nó sẽ rồi buffer render file writer. Ok, trong khói tôi nhìn mùi đằng print writer. Print writer. Ok, bố nó sẽ là nơi thông java.io đúng không? PW, small đằng new. Print writer. Ok, nhưng mơ ba là writer vì ấy. Vì thờ cái gì ấy? Vì thờ cái bậc hết writer. Chỉ object writer, bậc hết này object writer. Ok, nhưng ai đặt file các bạn, nhưng ai phở file, smooth file chẳng print writer với ai communicate mỗi file để đặt bạn ai chỉ nhận mỗi file bạn nhưng mà phần buffer writer các bạn này nhưng phở đặt print writer phở đặt file món của bạn này hôm nay nhưng ai cắt đọc với đòi buffer writer các bạn này đưa nhưng phở này, nhưng phở tìm mỗi nhí nhưng bọc BW chỗ của bạn rồi cái dân point là can file mùi nâng direct của bạn này đá ở đây trong thời mùi nâng BW buffer chứ ok bật nhưng trong ra trên này PW print writer dân phở rái của bạn này mà ta rái dân ai rái mà đôi ta à môn môn nhận lấy nâng nông PW ní vì print writer ní vì miền mê sơ được viết một print print ní xin mẹ output the can file write the can file lại print hay là print line print này ở trong toát đấy bây giờ print hả còn đây bởi sao print mới này cứ bị trong toát print ở lần này write hả bị trong toát mỗi write hả trong toát mỗi chẳng do trăm bài tập ca hai bây giờ new line hai slack ở này ok hello pw.printline nhóm ai print chia late integer của bạn print chia double của bạn print chia object của bạn này ok nó bên để dừng lại hai dừng cô để clock của bạn bà ở đây bạn đấy khỏi chung cá với ai bên để dừng at clock file nắng nó bên để dừng khi dừng thực ra bằng file nó sẽ tiết vì ai những error bảo tránh rồi sao file mới toàn màn clock. Ok, chẳng là lợi dừng rán. Ok, này, lần đây này. Chẳng như ai. À, nếu như lo những cái như ai bỏ ấy của bà này. Bà, ban đây. À, lợi dừng ở trong phở object buffer writer ấy. Dương vật vị cháu dương point là can file là đây ngon file là thị thị point nhất các bạn này point là file writer bà file writer có vị trí của phía đây kì writer thử nghĩa dương mươi ba là writer bây giờ áo ấy chia vào phía writer nhưng anh đã ba được không ok ừ, rồi dương ai đặt file object của bạn này dương ai đặt mua file tì tăng vào file đó của bạn này giống như là lúc đó mà trong mạch cả file bà nhưng phở ní dương mạch trong mạch cả object file vậy phở ừ, như đặt file đọt thịt thịt á hello one nhưng là kể những bạn được nè chẳng ở nông mình đang đi việc cao thôi mà sao lại về được ta biết gì bạn bờ sân là pha là một cái thái với áp cao tiền đi vì khoan thì càng pha là bờ sân thì pha là có toàn một cái bạn biểu cả bà chứ là một file pointer đúng không anh
bạn cho mẹ đi như tay 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 có đây dương âm nhiên editor nè mẹ ba là phục ba nhà đi phà hỏi mới khơi tách phà nè thế và đang viết chữ extension một cái nét tên này em có nào viết chữ tách phà cái này năng ấy to dương phở của học chính ao của xem học chính ấy và về nhà cái này ba nhà đi bà nó ngày xa pha môi nó ọt miền chẳng cái này ọt miến vì trong rái mà cả chẳng vì to để cả môi sắt mà miền là nghĩa là mình nhầm đặt phá đọt bình chẳng pha đọt bình nước miền nữa thì ọt miền chẳng vì trong rái tình này chỗ rái mà cả chẳng vì nào vì thử và cả pha môi đang sắt tỏa mắt vì rái tình này chỗ bà cái này tập hợp qua đó bây giờ mà dương phở tình này dương trong store tình này chờ như đặt ta và dương viên relationship ấy đó nếu dương cua để phở đây được vậy còn tái bây giờ thì tình này mồm mồm ở đây dương tẹt to của những cái configuration này thì tôi thấy nó cái phở đâu mọi pha là vì miên cầm nọt chuyển luôn mà folder nó vì cầm nọt ban chỉ đôi chỉ phần màn đấy, rồi nóng Windows với ai cầm nọt ban phần màn, on phần màn mở pha lấy nhưng mà chạm, vì cầm nọt vì, à đây vì kịch chuyển luôn pha vậy, vì ai đặt ban được một phần màn, mà folder nó ai tục ban pha cho một phần màn được nóng, lấy nhưng mà chạm. Ok, ở lâu nhưng mà hai người nâng pha rít đơm đó mẹ rít tình này trên gì pha rồi ok chẳng là lâu nhưng sao thở pha rít đơ muốn pha rít đơ F O mà là nhú pha rít đơ fo dot read và kê chuột 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 ní hầu vậy file reader fo ok reader ở dưới sách trong java dot io mà là new file reader chứ là những bạc phá sẽ nhập những thứ cả read trên mùi bình một nâng bạc phá sẽ nhập thứ cả rai chỗ kê vì mình bà là mài thơ bấy bà là mài thơ tí muối vì thơ cả file object bà là mài thơ tí phí vì thơ cả tí tăng bọc phá file name bà là mài tí bấy vì thơ cả file descriptor kê là như mà đại phở đại kê file và dương mình bà sân dương trong khoa nhà căn cái này đấy trí dương mạnh chạy ti tăng vì vậy dương gọi đã xua hơi mà và tác không gọi là dương trong khoa nhà căn ti tăng ở vì ti tăng vì là mối nên không đại si được đại đi dương thở vài số một bên nhiều việc mà ti tăng viên thật này nè kể lại như vợ bà mà ti quý anh ấy viết file reader viết through file not found exception khi nhận được bảng file dot tt trên drive khi nông gạn đây để file viết thật trong drive c nhưng thử chạy viết hơi nhưng thử chạy tin tăng này nhưng vừa slap python
bạn thấy bà sân này dương cả này dương phở backward slash nó gần này dương phở forward slash dương phở là mùi bạn này nên pi được biết nữa anh ấy nông cơ này đại trí anh ấy bà sân này dương đã là mùi cái error rồi error ở đây muốn là error ok dương read check nó fo dot read chắc là này read via read mà đo mà character buffer reader này chắc bởi dương chọn read ban mà đo mà line dương vào buffer reader ở sao buffer tiếp tục tình đấy đọc xong thằng về read máu tiếp tục tục nó đọc buffer to là bấy nhiêu điểm chun được ok read via return chia integer integer này chia ASCII method read này với return chia ASCII code chia integer chẳng dương chọn phần word với tới chia character dương thử khác với tới chia character đấy ok chẳng nhầm đời xa tình này dương chọn dương chẳng như thử loop với nhầm một cách character mỗi mẹp chạm chạm ok nhầm bảo quá là mấy loop tình này dương chanh máu nhầm vô tình ấy để lên tranh máu nhưng ai bị sáng từ can xí tọa máu rít là hột còn tay dương mạch đơn rít hạ mạch đơn tha về rít bên nào chân tại lâu người phá bên này về rít off tình ấy bên đang return mà quên đỏ mùi à phá rít đơn ý nên về để dương rít off tình ấy bên đang return đỏ mùi chân nhưng cắt đau bạn ý đau bản tình này là dương rít mà nó nhưng mà định lại khám và sân vào quý mình mà được đọt muối ở về rít là hồn ok vì tiêm tia sâu ở sập sân phía ai ở sập sân mới tiết nhưng sâu ok chẳng khả nông ngạc này là về rít đọt đọt muối vì nâng ọc vào chẳng bị chụp rít chẳng phía này nhưng ai print si mưu bà này bà sân dương print si chứ vì chạy như vậy nhôm clock parameter sẵn ok vi check ASCII dừng ran mà file dot tt miền tên này ok miền tên f mình small dot muối parameter file dot tt ok run ra tiếp ok nè chắc là này cứ chia lấy ASCII này lấy mà sao vậy ê gì nào tớ bộ ghê lấy đặt e mũi e lấy mà em học khỏe này lấy dương ran mới miền học khỏe mà nè học khỏe nên là sao e bây giờ mình ok chắc là lấy viết chữ ASCII nhưng trong một word với tên chữ character anh đi hai ghế ní dương thừa cái này casting này ok ran nó nè lấy cho toát này nhưng phải print là nhỉ đã print nó ok cái này gì như ngày đi mà bạn ok anh đi file reader và default và cái na ó tên đấy cứ viết return đỏ mùi mà method read này method read nó cái na về read đỏ trong khối cứ viết nó return đỏ mùi và nhưng mà description nó viết mình phải bỏ nè the character read or đỏ mùi if the end
and upstream. Chết cái châu mơ chứ. Chà, đọc xung bên rồi bìa. Nhưng ai châu thì mơ. Chẳng bà sân rồi bìa. And upstream, cứ bị định thân đọc mùi nhưng ai nên lạc hẳn. Ok, nít phao rồi đó. Bà. Ok, lỡ lại ní, nhóm bà cát phao rồi đó. Bà sao nhóm trong thời cáp hờ nơi khổ một tiếp. Phao đọc thịt thì ok, lấy nhóm bỏ object phao cho. Ok, nhóm bật ở ní cháu. Bật ở bật ní vào đấy. Bà sao nhóm trong vô phao rồi đó, vô phở khổ. Ok, nhóm phở phao buffer reader đó. Buffer reader BR small and new buffer reader. Ok, buffer reader vì có chỉ buffer mùi vì là thư ca communicate mùi file bà này. Chẳng cả nào vì trong thư ca mùi file vì thử ca phân nữ của bộ reader. Chẳng anh là chỉ bộ reader vì miền file reader miền ấy chứ output stream reader này. Ok, chẳng không bà mà thơ viết vì thử ca object reader. Chẳng mùi nào reader, chẳng dương viên này, anh đi reader. Chẳng đã file ra này. No. Đó đấy. Tại sao phụ buffer với ai chạy tôi một file to này. Vì thời gian bưng như nuôi bỏ file reader, rồi có in output stream reader. Ở bạc, buffer reader. Ok, and all. Mà ra bà xâm bà chứ ngọt miên là lớn ní. Nhưng ai bà cao new buffer reader là đang ngọn new buffer reader oh man new file new file reader. Ok new file reader tỏ mà bỏ file cho nó các bạn này và dần bây giờ miễn file tiếp nhưng new file tiếp rồi nhưng point thì càng file là ngọn bà cái này là buffer writer nhưng anh có thể là file bằng buffer writer mẹ ở đây đúng nghĩa đấy. Nè, nè print writer, print writer mà. Print printer, printer. Printer bị ai chạy to như mui đang cật đạp mà. Ok, chân buffer reader trong written ấy và br dot read line. Nè khi mình miên mê sát rít lái, nhưng ai rít đo một lái, đo một lái. Ok. Trước ngày mơ đi đọc xin vấn là rít a line of text, a line is considered to be terminated by any one of slash n slash or and return. Ok, trước mê sát rít lái như vậy xin là rít off với return nào. Ok, nhóm bắt cả nhạc mối đồng bày chạm chạm string a. Ok, nhóm print a mới. Ok, chơi như gì? A nó chơi gì? A chơi gì? Bà? Hello. Hello. Nè, tách bởi dưới bằng nằm. Miết bay chúa tách bởi dưới. Dương rít mà chua mà. Rít lái mà rít mà chua. Mà lái. Mình như vậy. Chơi cháy. Thôi mình này. Sợ anh ấy vậy. Bà. Chẳng lại nó chơi gì. Chân đó còn đang bỏ lại. Chơi gì cái gì xung quanh. Đời chơi nhó nó chơi gì. Hello A và Pay. Pay chạy P. Hello A. Họ là kê thả chạy nhanh xây diện. Kia. Chạy nhảy. À lấy mưa câu ní miền mạng là. Em mơ tạch ní miền mạng là. Quay lại. Rít mà lại anh ta bổ không chạy nhỉ. Hello A. Mày thấy chạy to đi. Mà lại nè. Anh ấy mình mà lại thôi. Hai đấy thì chênh nhạc bầy đi. Anh ấy nhưng đi tầm bối nhau thờ lù phòng. Chênh nhạc bầy đi chứ. Chênh lâu hai. Trong lù, nhưng trong rít lót nhưng thờ vào mà.
br.readline mình smart nào chắc bởi vì ở smart nào nhưng mình đã hụt mình bật chọn chắc người period 2 em tục nữa nè em tục là string ngồi chứ thì ở smart nào khi em cái đọc quý nó mới mình đặt khăn toàn lại đang ấn nè bạn này em read máu nhưng tục nó không ICO tòa mà ICO ban à nắng nhưng do mình đặt lại khăn mùi nào vì sao nào là bảo vệ áo sao nào ok nhưng print ICO mà BO dot clock chắc bởi sao những clock BO ấy FO như mạch clock ấy lời sao FO nó không BO BO này nó đỏ vậy chắc là này những clock này không có clock này ok nó xéo nhưng ra nó ok khi okay, admin print reader print writer yeah, printer ok hãy chạy thông job cho mùi nâng ca read writer này mùi nâng tạch file cho sao bài nhờ đi file ok tạch file vô lên bạn writer mình print writer cho cái read buffer nó dùng bài đó bà bà hà thì hà writer thế nhưng khi nào phải reader cho bà hà reader buffer reader năng ấy anh ấy dùng reader mà line mà đo mà line chắc là nó là những cái print buffer reader chắc bây giờ dùng thứ ca tại tôi ngồi phá read write nữa dùng phải pí bây giờ dùng chọn read ok phải buffer reader xong rồi chọn write phải print writer ok, xong nữa lấy dương nghề cho bác nó thì tôi mới đang input input cứ nè input trên bị file input from file chắc mình đã dương written đấy trên bị file bác file là mấy written đấy nó bê output cứ output từ nông file chúng từ output từ display nó không file chúng mình đi write trên đấy từ cái file chúng input xiêm cứ xem nhạc như thế cả bạc phá đầm bầy rít output xiêm cứ bạc phá đầm bầy write trên đấy chỗ ok à lâu nhưng mà hai nhưng mơ khó ní vì miền object input xiêm hay là object output xiêm anh ấy chạy tôi nhưng mùi đừng ca read write object vì nâng dương chong write object cho phá chong read object chân phá dương phở mùi đừng phục vụ object input stream hay đừng object output stream này lấy nhóm đẹp khá để dương xa phở bế vì miên đôi chìa file input stream file output stream buffer input stream buffer output stream object output stream hay là object input stream chẳng như mơ đạp bản năng của bạn này object input stream file input stream buffer input stream file output stream buffer output stream hay là object output stream chẳng chờ qua binary array binary array ok, lời nhóm và hai do mùi nâng ca dường read write tên đấy thì mỗi lần một cuộc binary file mình nhằm copy ủng hiệp mỗi ok file io.png đã nâng khăn ông current và chỉnh binary file ok nhưng phải phá nhưng bạc phá nhưng trong read tên đấy cho anh phá phải là gì read rồi read
read input បើ file របស់ read អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ file input stream fin ស្មើនឹង new file input stream អូខេ file input stream នេះវាអាចត្រាក់ទៅមួយ file បានโอเค file ខ្ញុំទៅ read file មួយឈ្មោះ file io.png โอเคវាស្រូវនៅ exception អត់អត់ទេ default constructor cannot handle must define implicit constructor newfile input stream ត្រូវការ string មកយ៉ារើនេះមិនជា string default constructor cannot handle exception type file not found thrown by implicit អូនឹង save ដល់កែវតាជួបបាទអញ្ចឹងអូខេព្រោះអានេះវាត្រូវការ throw អញ្ចឹងដល់ពេល throw វា throw អត់មាន message ទៅ throw មិនទេបើសិនយើងប្រកាសធម្មតាអូខេអាចឬទៅហៅណា .png អូខេខ្ញុំបើក file មួយហ្នឹងតបមកខ្ញុំប្រើ fn.read អូខេអានេះ read ម្ដងមកបាយម្ដងបាយដែរបានមកលោកដដែលដើម្បីរៀបអេង C C ស្មើនឹង fin .read ស្មើ .1 ស្រោ exception អូខេខ្ញុំបង្ហាញ C ចេញអីតោះចេញនិយាយអានេះហេតុអីក៏វាអាចបើក file នឹងចេញបានធម្មតា file binary បើកអត់ចេញទេ file ជាប្រភេទ binary យើងអាចមិនមើលឃើញទៅណីអានេះបើក file binary បានគេបើយើងដាក់ file ជា png បើដាក់ file ដាក់អញ្ចឹងគ្រប់ file របស់យើងអាចបើកបាននេះពពួក binary នេះអញ្ចឹងតើយើងមានអា encoder សម្រាប់ encode អា file មួយហ្នឹងហើយយើងអាចមើលឃើញបើសិនមកយើងអត់មានកម្មវិធីសម្រាប់បើក file ហ្នឹងយើងបើក file ហ្នឹងចេញអត់អត់គេអត់ចេញទេអញ្ចឹងតើយើងមានកម្មវិធី encode អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺលក្ខណៈយើងធ្វើការ encode វាចេញមកគេឥឡូវយើងសាក់ run ចេញមកសូយ៉ាមកចេះច្រើនខោចែកទេអាស្គីទាំងតាជុំអាស្គីបាយបាយខំមើលចាំងសារលេខបាញ់រីអាស្គីមួយមួយអាស្គីកូដបោះអាបាញ់រីហ្នឹងអូខេយើងចង់ឃើញវាយើងអាចអោផុតវាទៅយើងចង់ឃើញអារូបភាពដែលយើងរាយមកយើងត្រូវអោផុតវាទៅឈ្មោះអីមួយទៅឥឡូវខ្ញុំចង់រាយទិន្នន័យធ្វើម៉េចខ្ញុំរាយបាញ់រីហ្នឹងទៅកាន់ file មួយធ្វើម៉េចបើក file ដើម្បីរាយធ្វើម៉េច file output fos ស្មើនឹង new file output sim អូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយទៀត file.png file នេះមាននៅអត់មានអត់មានវានៅបង្កើត file មួយហ្នឹងតបមកយើងរាយទិន្នន័យនេះចូលទៅកាន់ file មួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំប្រើ fos.write ទិន្នន័យហ្នឹងបោះ binary data ចូល ASCII ហ្នឹងមួយមួយfos.clock
Chạy gì kì? Đó, chạy gì? Hát đấy. Chạy gì này? Nhưng rái ba người đến từ cạnh pha mỗi chung pha đó phiền chị. À, này biết mà là dương cục pi này, dương cục pi ba nhà rí tình này chịu ba nhà rí bỏ pha là nít tờ can pha mùi này, chẳng mấy em pha mùi nắng, miền tình này đôi khi này, chẳng tình này đôi khi này, chẳng mấy em pha pi nắng miền tình này đôi khi này, chẳng mấy em hụt hiếm nắng hụt hiếm tầm mùi thôi. Anh ấy là sao những đại stand sân phiền chí, anh ấy là những bao cái chạy nhục hiệu. Nhưng ra nó Bụi ok, dừng refresh mùi. Viên được chạy pha mùi. Chúng ta pha là phiền chí. Nhưng bao nữa. Ok. Bạn ấy là sao những lúc bay nè mùi. Liêu lúc bài người nào mua cháo đều có thể ăn được bảo chạy đi khó khó là lấy mua là khó đấy lấy nhưng bà sân bà cả nhà y muối mà xấu rồi y một bộ sân bà y thông chuyện đó khi nhung bà rạch cháo. À, này nhưng rai ở cục bay rồi rai ba là đọc bài gì chấn chạy nhục biệt pin lên nhận bài nhà đi ở biết ở cục mình nhưng rai nhưng rai ba bài này nè viên tờ refresh mở ok chạy pha đọc hiện gì này lấy ba mơ mà ba này corrupt ok. Chúng ta ở cục bài gì vậy? Chính. Bạn thấy như được bài mấy nông bài mùi pha bài mùi thì chọn mùi bản thân nó pha mùi nè. Open with notepad. Thân nó vậy. Cẩn thận. Nhưng sao dùng bài nhà đi pha lại bài mùi viết sao để chia cẩn thận. Ba nhà đi chả mùi muối sợ ASCII ở phía này lấy ASCII ở phía lấy ASCII ba nhà đi pha cho hai đấy bạn nhưng ai mơ hụt hiệp bạn tại sao vì miên là encoder mẹ mình encode này nhưng rai bạp bạn đi này nơi xo mà gặp lũ đây này. Đây là nè copy file. Chấn nhưng ai cái đào kia, cái đào buffer, buffer input stream của bạn đấy. Này cái này, file. Input stream buffer input stream BIS small new buffer input stream via thời cá của head input stream head input stream in file input stream ok BIS dot read. Này hư ạ miền về sợ rít là nhầm miền về. Ok. Anh tiết tôn mùi nâng rít rai mùi nâng ba nhà rít phá. Thôi bờ sân là dương trong rít rai object. Dương phở này. Chỉ mùi nâng object input stream hay nâng object output stream. Nâng rít rai object. Thế anh này ha serialization hay nâng deserialize. Đọc lưu ấy. Đó.
năm thứ 3 á. Của mình á. Chà ba. Serialize session này nó đi serialize session. Lập lưu sập liền. Serialize session này nó đi serialize. Lập lưu này. À, nghiệp dương read write object. Chân object class mùi nâng. Cái này chọn write object nhưng cho được file, cho được nông file. Dương thử ở class nâng implement trên P serializable class interface. Ok. Nhưng để tôi mùi nâng ca read write object file binary. Ba mặc chạy sẵn ba đôi chìa anh ấy ban mà máu pi màu ấy màu bạc pi màu ấy lấy công tơ thật là công tơ giúp khôi chứ mó gọi đọc đối với luật bạc. Bạn đâu có đấy nữa. Bà? Tôi gì? Mó. Mày vậy? Tôi. Tôi mày.